Hello, anh ơi, xin chào tất cả mọi người nhé. Đây, mình sẽ phát hiện ra một con gì thì giống nó nằm ở đằng sau cái thân cây này. Đây sẽ có hàng tiếp cận vào hồ nó. Hơi giả nữa mà. Anh sẽ dậy vận dụng chiếc xe để làm cảnh giác không này. Sẽ cùng xem chúng đổi màu nha mọi người. Anh thì sẽ bắt nó về ấy rồi ta. Con em bắt nó về bỏ trong thùng ta. Đây đuôi chúng rất là dài, một loại nhông và rào, nhông rào. Nha, con này rất là hung dữ nha mọi người. Thuộc cái dòng vẹn nha mọi người. Đó. Đấy, những con này đa số những con vẹn này chúng rất là hung dữ. Lúc bắt thì nó kiểu cái ép cái là giờ. Đây giả bộ làm im này, phần bờm không thay đổi gì nhiều màu sắc mấy, tí nó có hồng hồng lên chút này, trắng trắng này. Đó. Mình chỉ cần tháo hai một phát là không sẽ mất tiêu. Con này ăn hơi no này, bụng hơi cứng cứng nha mọi người. Đó. Đây. Đó, mọi người thấy đổi màu nãy giờ chưa? Đó, tương đối rồi nha mọi người. Mua khủng long con nhưng mà lại có cái đuôi xà ban được không nha mọi người. Nó rất là dài này. Cái phần thân đuôi nó gần giống như một cái phần hoàn hảo, nhỏ dần xuống tận đuôi nha mọi người. Đây. Đó. Nó thay đổi, nó thay đổi màu sắc sậm hơn cho nó sợ nha mọi người. Đó. Chắc là xin sẽ thả nó đi ra nè, thả vô trong cái ấy rồi quay một xíu nhỉ, thả vô trong cái thùng rồi quay nó một xíu. Bây giờ cho nó thấy nó gặm cái cỏ này. Đó. Đây. Gặm cái cỏ này đi. Đó. Đó. Nó phát ra đít luôn nha mọi người. Đó, rất là nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm mà. Đó. Đây. Kiếm cái khác cho nó gặm nào. Đây. À, gặm rồi mà nó gặm rồi không nhả nó, không có thể thấy nào đó. À, không phải dễ đâu nha mọi người. Đó. Đây bộ lông của bộ vảy của chúng rất là thô ráp nha mọi người. Người quan sát kỹ sẽ thấy này. Đó. Đây. Anh sẽ test vào cái cây này. Rồi không may là mình đưa tay theo ngược chiều nó cho nên là mới thoát ra được cái mảnh của nó nha mọi người. Toàn rất là rãi không, chui lên nó. Nào. Cảm ơn mọi người đã xem video của Alexi nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các video tiếp theo. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.